Vâng, xin chào mọi người ha. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt gần khu vực nhà mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm mọi người. Ở phía trong thì em nghe tiếng nhạc lễ đang chuẩn bị làm lễ động quan. Và trước khi vào cái phần quan trọng nhất của buổi lễ sáng nay, động quan di quan, thì xin mời mọi người theo dõi những cái hình ảnh của cô lúc sinh thời, cũng như là những hình ảnh gần đây trước khi cô mất ha mọi người. Và bây giờ thì xin mời mọi người theo dõi nha. Trời, em thấy cái Quỳnh nó khóc á, mà em thấy tội quá anh à. Dạ, thằng Lâm đó anh, anh chị trong nhà cũng thương. Dạ, thương cô quá ha anh. Dạ, quê á, hình như á, Lâm núi vậy anh. Dạ, gần 10 giờ sáng, gần 10 giờ tối chứ. Dạ, lúc rồi hôm có 10 giờ tối đó về. Trời ơi, về á, khóc quá trời khóc luôn ha. Thấy cũng tội quá trời tội luôn. Cô quấn số thiệt á anh. Con gái làm ăn phát đạt mà không hưởng được, thương quá anh à. Dạ, đúng là cái số anh ha. Đám tang ở khu này vậy đó anh. Dạ, làm trong im điềm anh à. Dạ, đơn giản nữa. Nghe nói tại hôm này ở tận ở Sài Gòn á anh. Dạ, dạ đúng rồi anh, ở Sài Gòn xuống tới đây luôn á anh. Dạ, mà nghe nói Lâm nó cũng làm ăn đột lắm, nhưng mà cô vắng số anh à. Dạ, dạ đúng rồi anh. Dạ, mà bên trại hòm này cũng nghe nói cũng đắt lắm á anh. Dạ, dạ dạ ở Long Thành đó thì nói gì nữa anh, trên Long Thành thì vậy đó, chỉ người có tiền mới vào được khu đó thôi anh. Nghĩa Trang này chỉ có người có tiền mới vào được anh à. Dạ, cũng vào được trong đây cũng là đắt đỏ lắm, cũng tiền nhiều lắm mới vào được trong cái khu Nghĩa Trang này đó anh. Dạ, dạ, dạ đúng là cái số anh ha. Dạ, đám tang ở đây anh, cái khu vực này á nó là vậy đó anh. Dạ, làm trong im điềm đơn giản hả anh. Dạ, mà em nghe nói anh trại hòm này á ở tận ở Sài Gòn á anh. Dạ, làm nó nói là đắt lắm luôn á. Dạ, dạ cô chôn ở Nghĩa Trang Long Thành á anh. Dạ, thì Nghĩa Trang Long Thành đó anh biết đó. Thì còn nói gì nữa, chỉ người có điều kiện, có tiền mới vào được khu đó thôi anh à. Mọi người cũng vừa nghe chị hàng xóm, chị gái hàng xóm chia sẻ mọi người đó. Nói chung ra thì rất là quan tâm đến cô. Tại vì cô sống rất là hòa đồng mọi người. Cũng như là Quỳnh Quỳnh cũng vậy. Sự rất là xúc động. Bây giờ thì mời mọi người theo dõi lễ di quan nha mọi người.